Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube GK Audio. Và video ngày hôm nay chủ đề chính là bên chúng em test một chiếc đẩy liền vang cho anh Thân. Anh Thân anh ở Yên Bái, có một chiếc đẩy liền vang đến từ thương hiệu WeWood, model là KM1025A bản nâng cấp. Một phiên bản nâng cấp cực kỳ mạnh mẽ về cấu hình lẫn hình thức bên ngoài. Như anh Thân nhìn đây và các bác và anh em nhìn. Mặt trước được trang bị cho mình một màn hình LCD để hiển thị đầy đủ thông số. Và con này em đang chơi Bluetooth nhá. Em đang kết nối với chiếc điện thoại của em qua Bluetooth không dây để em chơi nhạc. Bluetooth cổng quang đầy đủ. Được trang bị bên trong công suất rất là khủng, 550W cho một kênh và có 4 đường ra tín hiệu âm thanh. Chúng ta đánh được 4 chiếc loa độc lập, nghĩa là đánh được 2 đôi đấy. Và cái khả năng công suất của nó thì cũng đủ để chúng ta chơi một đôi full và một đôi 25. Chúng chơi trong gia đình chúng ta sẽ chơi một đôi full 30 và một đôi 25. Và em đang phối ghép cùng một đôi loa Kenwood của bên chúng em. Đôi loa Kenwood, đôi loa cây Kenwood sở hữu 2 bát 25 cho một thùng. Và ok, em sẽ đi đến để chỉ cho anh Thân một vài cái cách để chúng ta tinh chỉnh. Như ba cái chiếc đáp béo này thì nó là chiếc đáp vô cực nhá anh Thân nhá. Và bên này là echo này, bên này mic này, bên này music. Và bên dưới sẽ là tăng bát trung chép của mic nhá, mic tông này. Bên này là music tông này, bát trung chép music tông. Và bên này con này thì nó sẽ có hiệu ứng chỉnh delay của từng vế một nhá. Delay lấy vế trái này, delay vế phải này, L và R ấy. Và limit ba cổng cắm mic trước, con này nó đúng một cái đó là nó sẽ không có cổng cắm mic sau. Và có cổng USB này và có mắt thần để nhận remote. Con này chúng ta có thể trang bị thêm một chiếc remote thông minh để chúng điều khiển khi chúng ta nghe nhạc MP3. Đến cái phần này là phần rối nhất nhưng mà nó cũng dễ sử dụng nhất. Phần này là đây, tất cả một hàng nút bên trái và bên phải. Bên trái này sẽ tương ứng cho từng chức năng, đó là input này, chọn ngõ vào của từng đường này. Đấy, khi chúng ta bật lên nó sẽ tự động ở chế độ AOX của BGM. Cái này chúng ta sẽ auto đây, chúng ta sẽ kết nối qua đường 3 ly ra hoa sen. Đây, và optical thì là OPT này, cổng quang này. Và MP3 chúng ta, như em đang nghe nhạc bằng điện thoại qua đường Bluetooth thì sẽ báo ở tự động nhảy báo ở MP3. Và để bắt được Bluetooth thì chúng ta có thể là ở cái nút mode này, khi khởi động lên cái chúng ta ấn một cái thôi. Ấn một cái và chúng ta vào điện thoại, chúng ta bật ứng dụng quét sóng Bluetooth lên là điện thoại sẽ tìm thấy tên của thiết bị. Ok, để em thoát ra một tí em xem cái tên của thiết bị, con thiết bị này là gì nhé. Vừa nãy em kết nối nhưng em quên mất rồi. Đây, KTVBT. Đây ạ, tên của cái thiết bị con đẩy liền vang KM1025A này là KBTT. KTVBT. Ok. Ghép nối rất đơn giản. Và feedback con này thì được 3 cấp độ nhé, trang bị 3 cấp độ trên con KM1000 này. Và em sẽ tăng volume lên để kiểm tra chất lượng một chút nữa, xong thì em sẽ đóng hàng gửi đi kênh Thân nhé. Và các bác và anh em có nhu cầu hãy liên hệ cho chúng em. Đối với sản phẩm này hiện nay chúng em đang bán ra với giá là 5.500.000 đồng nhé anh Thân cũng như các bác và anh em. Volume con này sẽ max lên tới 100.
cầu mua dài một riêng một đôi loa kenwood cũng có thể. Em sẽ đáp giật và mua nguyên một chiếc đẩy KM 1253 này chúng em gửi cho các bác, và các bác có thể lấy chọn bộ combo này cũng được, chỉ giá 11 triệu đồng.